Bitton. Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Pháp, ông Nguyễn Thiệp và phu nhân. L'ambassadeur du Việt Nam en France, son excellent monsieur Nguyễn Thiệp et son épouse. Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Pháp, ông Jean Chala Lansi và phu nhân. L'ambassadeur de la République démocratique populaire du Laos en France, son excellence monsieur Yong Chang.